Tôi xin trân trọng kính chào các bác ạ. Hôm nay tôi sẽ làm cái video phần 3 ở trong nhóm video về Nhất Chi Mai toàn tập. Nhưng mà các bác cũng hết sức thông cảm thì tôi sẽ làm buổi tối. Thì cái hình ảnh nó sẽ không được như ý bởi vì ban ngày thì phải đi làm các bác ạ. Thì tôi cũng đã nhấp nhíu mấy lần là định làm cái video này rồi từ hôm chủ nhật tuần vừa rồi cơ. Thế nhưng tôi về thì trời nó mưa tầm tã, tôi không thể nào ra vườn để mà lấy hình được cả. Thì hôm nay thì đã là ngày mùng 8 rồi, ngày thứ ba, thì cái ngày hành chính thì tôi phải đi làm. Thế do đó mà tôi phải quay vào buổi tối. Và đáng lẽ theo cái dự kiến của tôi đó, là tôi sẽ làm cái phần 3 là nội dung về chủ đề kỹ thuật nhân giống Nhất Chi Mai. Thế tuy nhiên cái phần 2 về cái đặc điểm hình thái và các cái yêu cầu ngoại cảnh cho cây Nhất Chi Mai thì nó dài quá, bắt buộc tôi phải tách ra làm hai phần. Thế do đó mà cái phần 3 này thì sẽ là phần về các yêu cầu ngoại cảnh sinh thái đối với cây Nhất Chi Mai. Và cái phần 4 thì tôi sẽ mới đẩy lên được là cái chủ đề về kỹ thuật nhân giống Nhất Chi Mai. Thì xin thưa các bác là đối với lại cái yêu cầu ngoại cảnh sinh thái của cây Nhất Chi Mai này là một cái chủ đề cực kỳ khó đối với lại cây Nhất Chi Mai. Và ở đây tôi cũng xin thưa là tôi sẽ không gọi là một cái yếu tố về mặt khoa học kỹ thuật, mà tôi chỉ xin chia sẻ thôi. Thì bản thân tôi là một kỹ sư cây trồng, tôi học đại học nông nghiệp 1. Thế do đó mà những cái yếu tố về cây trồng như là ánh sáng này, nhiệt độ này, nước tưới, phân bón thì tôi cũng khá là am hiểu. Thế qua đó thì tôi vận dụng vào để mà tôi trồng cái cây Nhất Chi Mai này. Và ở đây thì cho vậy tôi cũng gọi là những cái yêu cầu này là tôi cũng xin được gọi là chia sẻ thôi các bác ạ. Chứ cũng chưa có cái nghiên cứu nào từ cái thí nghiệm cho đến cái khoa học, các cái đề tài, thế rồi là các sản phẩm khoa học nào mà về yêu cầu sinh thái như là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, phân bón, dinh dưỡng, rồi là kiểu khí hậu áp dụng để mà nghiên cứu về cây Nhất Chi Mai này. Cho nên đó cũng là một cái thiệt thòi. Thế do vậy mà tôi cũng thưa lại với các bác như vậy thì các bác thông cảm, đặc biệt là các bác ở trong miền Nam ạ. Vì tôi đã nhận được rất nhiều cái câu hỏi của các bác trong miền Nam thì có trồng được cây Nhất Chi Mai không. Thì tôi cũng không dám khẳng định là có trồng được hay không, bởi vì tôi không có cái cơ hội sống ở trong đó để mình hiểu rõ về thổ nhưỡng, về ánh sáng, về khí hậu, rồi về những cái điều kiện ngoại cảnh ở trong đó. Thế tuy nhiên á, thì qua các cái bạn chơi của tôi á, thì tôi nhận thấy là từ vùng Nghệ An trở ra thì trồng không vấn đề gì. Ví dụ như rất nhiều bác ở thành phố Vinh trồng hoa rất là đẹp. Thế nhưng mà sau đó đến Hà Tĩnh là bắt đầu thấy có vấn đề các bạn. Thế thì tôi cũng mong rằng là nếu như các bác nào mà có cơ hội xem được video này mà các bác đã trồng rồi thì các bác có thể chia sẻ lại. Hoặc là các bác sẽ coi hết toàn bộ các cái nội dung về Nhất Chi Mai toàn tập này. Thì sau đó bác sẽ có một cái quyết định. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là muộn. Đối với lại cái chủ đề về yêu cầu ngoại cảnh sinh thái của cây Nhất Chi Mai thì bao gồm là nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ, nước đấy các bác, đất đai và dinh dưỡng, thì chúng ta sẽ trọng tâm vào các vấn đề đó. Tôi xin đi vào vấn đề đầu tiên, đó là cái vấn đề về nhiệt độ. Thì chúng ta đều biết rồi, cây Nhất Chi Mai là cây ưa lạnh. Do đó mà nhiệt độ thấp thì nó thích hợp hơn. Tôi trồng Nhất Chi Mai hơn 10 năm rồi. Có một năm lạnh nhất
là theo báo là 6 độ các bạn. Và năm đó thì là ở Tam Đảo là có băng. Thế và Lập Thạch tôi vùng Vân Trục rồi vùng núi Xá, vùng Ngọc Mỹ là có băng. Thế nhưng cây Nhất Chi Ma nó chẳng làm sao cả mà nó vẫn cứ tốt tươi. Chúng ta có thể dùng nó tốt tươi như này. Và nó không hề bị sốc, bị chột hoặc bị chậm sinh trưởng gì cả. Thế do đó mà về cái khung nhiệt độ thấp thì tôi cũng không biết là nó bao nhiêu độ cả. Thế tuy nhiên ở trong khoa học cây trồng nó có một cái khái niệm có tên là nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng là gọi là nhiệt độ phòng thí nghiệm đấy. Để họ nuôi cấy in vitro hoặc là có những cái yếu tố tối ưu cho cây trồng sinh trưởng phát triển ấy, thì nó rơi vào từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ tối ưu cho đa số cây trồng. Thì tôi cũng cho rằng là cái cây Nhất Chi Mai này nó sẽ lấy cái khung nhiệt độ đó trở xuống, tức là khoảng từ 28 độ trở xuống thì là nó sẽ cực kỳ thuận lợi. Thế do đó mà chúng ta cũng không ngạc nhiên tại sao mà các bác ở Sapa thì trồng cây Nhất Chi Mai nó lại đẹp như thế, nó tối ưu như thế, nó lớn nhanh, thân lá đẹp và nó rất ít bỏ cành hơn so với lại cái vùng đồng bằng sông Hồng ở phía miền xuôi. Thì đấy là một thực tế. Thế thì như vậy chúng ta đặt ra ngay vấn đề đầu tiên về nhiệt độ đối với lại ở khu vực phía Nam các bạn thì thực sự là khó khăn. Ngay từ cái yếu tố nhiệt độ đã khó khăn. Thì tôi có thể phân tích các bác như này nhé. Ví dụ năm nay bác mua cái cây Nhất Chi Mai này về. Được chưa? Bắt đầu nó nở hoa. À, nó sẽ nở đẹp như miền Bắc các bác nhé. Hoa nó sẽ rất giống với hoa miền Bắc. Thế nhưng có điều là nó sẽ nhanh tàn hơn bởi vì ở trong đó nó không, nó mùa này mùa nở hoa Nhất Chi Mai nó phải là lạnh, có chút sương mù rồi là chút mưa xuân thì nó mới hợp. Thế nhưng trong đó thì có thể nó khô và nó nóng hơn. Thế do đó mà nhưng cái năm đầu tiên bác mua về nhá, đấy, thì là bác chơi hoa luôn, tức là bác nhập cây từ miền Bắc về, bác chơi hoa luôn thì cái bông hoa nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đó. Nhưng mà nó chỉ có khác xíu xíu thôi. Nhưng mà nhìn chung là nó vẫn là cái khung hoa đó. Thế nhưng mà nếu bác trồng sang năm thứ hai, năm thứ ba thấy ngay. Một là nó sẽ thưa hoa hơn, hai là cánh hoa nó sẽ nát và nó sẽ ít khi nó nở được bung cái nhụy này ra cái này. Không, đấy, như cái nhụy này. Đấy cái nhụy này, như cái bông này nó ít khi nó nở được một cái bông nó trọn vẹn như thế này. Mà nó cứ cục cục và cánh nó nát lại. Thế thì đánh nó nát ra thì cái đó là một cái mà tôi cũng chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì nếu như bác nào ở vùng Đà Lạt thì tôi cũng không có thông tin là Đà Lạt đã trồng cây Nhất Chi Mai chưa. Thế nhưng nếu mà bác nào mà xem cái video này mà là người Đà Lạt mà có nguyện vọng trồng cây Nhất Chi Mai thì xin liên hệ với tôi để tôi sẽ gửi tặng cây giống. Thế sau đó thì bác trồng xem nó có đạt được cái mặt hoa giống như ngoài Bắc không. Thực ra nhiệt độ thì đạt, chúng ta đang nói chuyện về nhiệt độ đó. Thế nhưng mà về ánh sáng thì chưa chắc các bạn, bởi vì ánh sáng nó liên quan đến cái cường độ sáng và cái thời gian chiếu sáng nữa. Thế do đó mà có kết luận chính xác thì trân trọng là xem bác nào có ở vùng Đà Lạt có nguyện vọng trồng thì tôi sẽ gửi cây vào, sau đó bác sẽ trồng để xem có đạt được. Mà nếu mà trồng đạt được đẹp như này mà bác vận chuyển xuống khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai rồi Cần Thơ mà các bác gọi là làm bán Tết ấy, thì cũng là một điều lý tưởng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái khoảng cách đấy, mà dù sao thì cái yếu tố về mặt khí hậu dinh dưỡng nó cũng sẽ tương đồng hơn so với việc các bác phải nhập ở miền Bắc vào. Có những bác ở miền Bắc vào bằng nửa cây, mua cây 1 triệu thì phải 500 tiền cước nữa, thế nên thành là 1,5 triệu rồi mà lại không được như ý. Thế thì đấy là yếu tố nhiệt độ nhé. Thế và phân tích thêm cái vấn đề nhiệt độ ạ, thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái màu của hoa nhé. Ngoài cái yếu tố là sinh trưởng phát triển như tôi nói là nó lạnh ạ, thì nó sẽ sinh trưởng phát triển mạnh thì đương nhiên rồi. Thế còn cái màu hoa đây, tôi sẽ phân tích một cái màu hoa của cây Nhất Chi Mai nó biến thiên các bác nhé. Đây ví dụ đây, tôi chỉ bằng tay vậy. Ví dụ đây các bác nhé, ví dụ như bông này, bông này thì cái lá đài này thì nó màu xanh này và cái nụ ở trong là nó màu hồng này. Đấy, sau đó nó nở ra, ví dụ như cái bông này là mới nở đây các bạn, đấy, bông này bắt đầu chớm nở đây, đó, thì bắt đầu nó đã chuyển trắng rồi này,
Đấy, sau đó nó trắng muốt như cái bông này. Đây các bạn, đây, trắng muốt như những bông này. Đấy, nó sẽ trắng như cái bông này. Thế và khi sắp tàn thì nó lại chuyển hồng các bạn. Đây, như bông này sắp tàn này lại chuyển hồng các bạn. Cái bông này nó cũng tàn ở đây, nó lại chuyển hồng này. Đấy, nó lại chuyển có một cái màu hồng. Sau đó nó sẽ rụng cánh. Thế do đó mà đấy là cái nhiệt độ nó sẽ tác động khiến cho nó sẽ đạt được cái chuẩn về mặt màu sắc hoa, nó biến thiên ba lần các bác ạ. Nụ này thì màu hồng đúng không ạ, nở ra thì màu trắng. Thế sau trước khi nó rụng nó lại chuyển thành màu hồng. Đấy là cái chủ đạo các bác nhé. Nhưng có những bác nhìn thấy những cái bông hoa mà nó đỏ, thế bác mới hỏi tôi, bác mới hỏi thẳng tôi, đây có phải cây đột biến không? Thì tôi không có biết đâu bạn, nhưng mà nó đấy đó là cái biến thiên do yếu tố về ánh sáng và về nhiệt độ thôi, chứ còn nó cũng chả phải là cái gì nó ghê gớm đâu bạn. Thậm chí có những ai mà người ta quảng cáo khác này khác kia thì nó tất nhiên nó có khác, nhưng khác xíu xíu thôi, chứ không phải là nó khủng khiếp như là hoa lan đột biến để mà tiền này tiền kia đâu các bạn. Thì cái phần nhiệt độ là như vậy. À, cái phần thứ hai về cái ánh sáng thì đối với lại cái vấn đề về ánh sáng thì tôi xin chia sẻ hai cái góc độ. Cái ánh sáng bao gồm là cái cường độ sáng. Cường độ sáng tức là gì? Tức là cái yếu tố ánh sáng mạnh hay yếu, đúng không ạ? Đấy, chúng ta hiểu là cường độ sáng là nhìn theo cái góc độ là ánh sáng mạnh hay sáng yếu. Đấy. Và cái cây nhất chi mai này thì nó thích ánh sáng mạnh hay ánh sáng yếu, đúng không? Thế thì trong này thì chúng ta biết rằng là đối với lại miền Bắc thì có ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu. Để ánh sáng mạnh là chọn cái mùa hè đấy chẳng hạn, đúng không? Tháng 6, tháng 7 là mạnh. Còn ánh sáng yếu là cuối thu, trọn vẹn mùa đông và đầu mùa xuân. Thì đấy là ánh sáng yếu. Chứ còn ánh sáng mạnh là ánh sáng chói chang đấy, ánh sáng mà nắng rát đấy, khủng khiếp ấy, thì là rơi vào tháng 6. Thì lúc đó các bác biết rằng là như ở Hà Nội ấy, người ta đã đo độ kế là ở đường bê tông nó 5-6 độ. Thì cây nó cũng là nỗi khổ tâm của cây nhất chí mài đấy. Thế thì cái ánh sáng là gồm có ánh sáng yếu và ánh sáng mạnh. Thì cây mai trắng này dứt khoát là thích hợp với ánh sáng yếu rồi, bởi vì ánh sáng mạnh các bác thấy nó khổ lắm. Nào thì nó co lá lại, rồi nào thì là nó vàng lá này, nó chùn ngọn lại này, thậm chí nó bỏ cành này. Đấy là cái yếu tố ánh sáng và nhiệt độ cao nó trực tiếp tác động vào cây nhất chi mài đấy. Thế và tuy nhiên thì ánh sáng yếu các bác nhé thì nó rất là thích, nhưng nó không thích ánh sáng tán xạ các bác nhé. Bởi vì chúng ta thấy là có ánh sáng trực tiếp và ánh sáng tán xạ. Thế ánh sáng trực tiếp là gì? Là mặt trời. Các bác dùng đó. Mặt trời nó soi thẳng vào cái cây, nó vào nụ, vào hoa, rồi là vào lá, vào thân, rồi vào bệ, vào thảm này, vào nền này. Thì đấy gọi là ánh sáng trực tiếp các bạn nhé. Nhưng ánh sáng trực tiếp có thể mạnh vào mùa hè, nhưng lại là ánh sáng trực tiếp yếu vào mùa đông và cuối thu đầu xuân đấy. Thế nhưng mà dứt khoát là cái ông này này, ông có thích ánh sáng trực tiếp các bạn nhé. Tức là ánh sáng mặt trời cho dù mạnh hay yếu nhưng soi trực tiếp vào, thì cái ánh sáng soi trực tiếp đấy nó thích hơn là cái ánh sáng tán xạ. Cái ánh sáng tán xạ là ánh sáng gián tiếp, tức là gì? Ví dụ như chúng ta che phủ bằng lưới này, có nhiều bạn trồng ở dưới giò phong lan là không đạt đâu các bạn. Thế và có thể là ở tán cây này, đúng. Thế rồi là ở trong nhà này hả? Đấy, trong nhà chúng ta này, ví dụ như chúng ta trưng Tết này, đây là ánh sáng. Đây tôi còn đang làm một cái sáng tạo bằng cái bóng đèn này các bạn, để mà mới có hình để phục vụ các bác ấy. Thì là nó đây gọi là ánh sáng gián tiếp, nó không thể chuẩn ánh sáng mặt trời được. Tôi xin thưa các bác rằng là cái ánh sáng là thế nào, là nó cho cái cây trồng, cái lá cây ấy, bằng hai cái năng lượng các bạn. Nó cái cây trồng nó lấy
Ánh sáng là nó lấy cái gì các bạn? Nó lấy năng lượng các bạn, nó lấy năng lượng. Năng lượng các bạn. Nó nhiên liệu, nó giống như là cái ô tô bác muốn đi thì bác phải đổ dầu, đổ xăng vào, đổ nhiên liệu vào. Ô tô chạy dầu thì phải đổ dầu, ô tô chạy xăng thì phải chạy xăng, đúng không? Thế thì cái cây trồng này nè, nó lấy ánh sáng là nó lấy nhiên liệu. Nó lấy nhiên liệu thì ánh sáng là nhiên liệu. Nó là cái gì? Thưa bác rằng chúng ta đều biết rồi là ánh sáng nó tồn tại ở cái dạng tia. Và tia sáng nó mang theo sóng, đúng không bác? Sóng đấy, sóng ánh sáng và hạt ánh sáng. Thì chính cái sóng ánh sáng đấy nó tạo cái cường độ và cái hạt ánh sáng đấy là các cái photon đấy, là nó, thưa các bác rằng nó trực tiếp là năng lượng để nuôi, để đưa vào đây để nó phục vụ cái quá trình đồng hóa, cái gọi là cái quá trình quang hợp ấy, chúng ta hiểu như thế. Thế do đó mà cái chỉ khi cái ánh sáng trực tiếp của mặt trời nó chiếu vào cái thân, cái lá, các cái bộ phận cây trồng này thì nó mới tạo ra được cái xuất sắc của mỗi cây, bất kể đó là cây gì. Trong đó nhất chi mai nó cũng y như thế. Có điều nhất chi mai thì nó không thích cái ánh sáng trực tiếp vào mùa hè vậy thôi, chứ còn nó vẫn cực kỳ yêu thích cái ánh sáng trực tiếp. Thế cho nên là nhiều bác rất là ngạc nhiên mà tại sao trồng ở xó vườn cây xanh tốt lắm nhưng hoa thưa thớt. Cô bác bảo là tôi trồng ở dưới dàn lan, đúng không ạ? Mái che dàn lan, trời ơi, phun rồi phun phân, rồi là nước tưới đẹp, lá xanh mơn mởn. Thế nhưng đến lúc ra hoa thì hoa thưa cồng cành, thậm chí là nó hoa nó cũng có cái sự phân bố, nó chả đâu vào đâu cả các bạn. Thì đấy là một cái là chúng ta chưa rõ về cái thế nào là ánh sáng trực tiếp. Cái ánh sáng trực tiếp nó sẽ trực tiếp cung cấp năng lượng để cho cái cây đó nó sinh trưởng. Nó chả khác gì là cái hơi thở oxy để người phải thở, và cái nhiên liệu để cái phương tiện giao thông của mình đi, nó chạy đi, nó phải có nguyên liệu để có năng lượng. Như đấy là cái về cái cường độ sáng các bác nhé, là gọi là mạnh hay yếu, trực tiếp hay gián tiếp. Thế còn cái nữa vô cùng quan trọng mà các bác nào thì thật sự hiểu về cây trồng nhỉ, đó chính là thời gian chiếu sáng các bạn. Thời gian chiếu sáng trong ngày đấy. Đấy, cái này cũng là một sự sai khác này rất là lớn ở khu vực phía Bắc. Thì các cụ nhà mình mới có câu là gì? Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng. Tức là trong cái tháng 5 thì là âm lịch ấy, thì là lại là tháng 6 dương lịch đúng không? Thì cái ngày của tháng 5 là nó rất dài, cho đêm nó ngắn. Ngày đêm nó 24 giờ thôi, thì đương nhiên là đêm chưa nằm đã sáng thì là đêm ngắn, thì ngày nó sẽ dài. Thế còn ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tức là tháng 10 thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống miền Bắc mình nó cái thời gian chiếu sáng nó ít, cho nên các cụ gọi là ngày tháng 10 chưa cười đã tối, tức là cái ngày nó sẽ ngắn. Thế do đó mà cái cây nhất chi mai này thì nếu như mà chúng ta có thể chia sẻ là nó cần cả hai giai đoạn các bạn, nó cả hai giai đoạn, tức là nó cần cái ánh sáng trực tiếp để mà nó có cái giai đoạn ánh sáng ngày dài. Ngày dài đó là bắt đầu là cuối thu, cuối xuân các bạn nhé, cuối mùa xuân đấy đúng không ạ? Đầu mùa xuân, trong mùa xuân đến cuối xuân và đến đầu hè, nó rất cần cái ánh sáng ngày dài để mà gì ạ? Để mà cho các cái lá này nó kéo dài lên, cái dài này, nó kéo dài lên. Thế nhưng mà tôi cũng so sánh thêm một tí là miền Nam thì không hề có cái yếu tố về ngày ngắn hay ngày dài nó rõ rệt như ở miền Bắc. Thế do đó mà cái quang chu kỳ á, cái thời gian chiếu sáng trong ngày ở miền Nam nó không rõ, nhưng mà miền Bắc là rất rõ. Thế do đó mà cái quang chu kỳ này á thì nó liên quan đến cái mùa vụ của chúng ta các bạn. Mùa vụ đều gồm có nhiệt độ và ánh sáng thôi. Thì ánh sáng của chúng ta ở đây, chúng ta đang phân tích ánh sáng, thì ánh sáng á, là bắt đầu từ đầu xuân, trong trọn vẹn trong mùa xuân và đầu mùa hè, ánh sáng rất dài. Và dài nhất chính là hạ chí là 21 tháng 6 các bạn. Ngày miền Bắc là ngày dài nhất trong năm là ngày 21 tháng 6. Đến ngày 25 tháng 6 là cái khung đấy, là khung hạ chí là ngày dài nhất. Thì cái thời kỳ này là cây bắt đầu nó sinh trưởng, đấy, là nó đi vào cái sinh trưởng thân lá. Thế nhưng sau đó ngày nó bắt đầu ngắn dần đến cuối thu và vào mùa đông, chớm mùa xuân. Thì lúc đó
cây nó lại cần cái ánh sáng ngày ngắn đó, và nó cần cái đêm dài các bạn nhé. Cái đêm dài đấy, trong khoa học nó gọi là đêm dài đấy, chứ nó không có cái khái niệm ngày ngắn hay ngày dài đâu ạ. Nói là đêm dài đêm ngắn mới là chuẩn. Thế là khi ông cứ bóc tách ra thì là cái ngày, mà ví dụ như ông cứ chiếu sáng ngày ngày ông thì sáng mặt trời, đêm ông chiếu sáng, thế là nó không có đêm, đối với cây trồng nó không có đêm. Thế thì trong cái câu chuyện tôi nói thêm đi là về cái cây hoa cúc đấy, cho nên mới nhiều người hoa cúc mới trồng hoa cúc ạ, họ mới thắp sáng đêm. Họ thắp sáng đêm thì có người thắp sáng khoảng 9 giờ đến 4 giờ sáng ạ, 9 giờ tối đến 4 giờ sáng, là coi như cái cây đấy nó bị chia đôi cái đêm ra, thì nó gọi là ánh sáng đêm ngắn các bạn, đêm ngắn, chứ còn ngày dài thế nào đâu, nhưng mà đêm ngắn là nó sẽ ít hoa. Đấy, các bạn có những cái cây như thế, và cái cây hoa cúc ưa lạnh, cây hoa đào ưa lạnh, và cây nhất chi mai này cây ưa lạnh, thì khả năng cao là nó sẽ chịu rất lớn của cái yếu ánh sáng này. Thế thì như vậy, trong cái chia sẻ của chúng ta về cái ánh sáng thì tôi xin báo cáo lại các bác như thế này, trong thực tế là kinh nghiệm ạ, là chúng ta sẽ bắt đầu từ âm lịch đúng không ạ, Tết âm lịch các bác nhé, từ mùng 1 Tết âm lịch thì bác cho xét về yếu tố tối ưu với cây, bác cho nó càng nhiều ánh sáng thì càng tốt không nha. Đây là nói về sinh trưởng của nó các bác nhé, để cây khỏe mạnh nha. Thì càng nhiều ánh sáng ở miền Bắc nó vô biên luôn, bác đừng có lo nó nắng nó cháy nó bỏng, bởi vì nó còn đọt mai chả được đi ánh nắng nào, nó càng đói nắng cả mấy tháng trời rồi. Cho nên là từ mùng 1 tháng giêng âm lịch các bác nhé, cho đến hết tháng 3 các bác nhé, hết tháng 3 âm lịch thì bác bằng mọi cách cho nó nhiều ánh sáng vào, cộng với chăm sóc khác để cho nó sinh trưởng phát triển tốt. Thì đấy là cái về về cái mùa xuân tính từ mùng 1. Thế như vậy là theo cái khung mà chúng ta đã tính, thì nếu chuyển ra dương, các bác cứ nhớ ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam ấy, thống nhất Tổ quốc ấy, thì từ ngày 30 tháng 4 trở ra thì lúc này chúng ta phải tính yếu tố chặn bớt nắng của nó, chặn bớt nắng của nó. Để tại sao? Bởi vì từ đó cái ánh sáng trong đó nó rất là gay gắt, và nó truyền năng lượng nó thừa đối với cây nhất chi mai, tức là nhiệt độ nó quá cao rồi, nắng cộng với lại nhiệt độ, khi nó dọi vào thì nhiệt độ lại dâng lên nữa, thì bắt đầu từ 30 tháng 4 chúng ta bắt đầu cho nó ăn ít nắng một chút rồi các bạn nhé. Ví dụ như là chúng ta vẫn cho ăn nắng trực tiếp các bạn nhé, sáng vẫn nên có ánh nắng chiếu vào trực tiếp, chiều nên trực tiếp, nhưng khung vào khoảng từ 12 giờ, 11, 12 giờ đêm đến 3 giờ chiều thì chúng ta có thể tính là ít nắng cũng được. Thì đấy là cái về đến mùa hè. Còn bắt đầu từ khi bác bật lá thôi nhá. Thế còn sau đó khi mà đến từ mùng 2 tháng 9 thôi nhá. Từ mùng 2 tháng 9 bác cứ nhớ cái khung mà gọi là các cháu đi học ấy, hoặc là ngày Quốc khánh Việt Nam ấy, thì lúc đó bác lại cho ăn nắng thật là rực rỡ, bảo ăn nắng càng miền miền Bắc nhá, càng nhiều càng tốt, bác đừng có phải che một tí nào nữa cả, càng nhiều càng tốt, cho đến lúc bác vặt lá. Bác vặt lá xong bác càng cho ăn nắng các bác nhá. Các bác lưu ý cho tôi một cái, các bác vặt lá xong các bác cho nó ăn càng nắng sau này hoa càng sai. Cái này là tôi bằng cái kinh nghiệm thực tế, bởi vì tôi có hai vườn nhất chi mai, một cái vườn ở quê và một cái vườn ở ở dưới thành phố này. Thì và có những cây tôi để tôi theo dõi, tôi biết ăn nắng mạnh bảo ấy, thì hoa nó thực sự là đẹp. Tất nhiên là sau khi vặt lá chúng ta phải đảm bảo là cái cây đó nó đang rất là sung sức, như cái những cái video mà tôi đã chia sẻ trước đó. Cho nên là tóm lại với lại cái ánh sáng á, thì tôi lưu ý các bác nhá, cái này đặc biệt quan trọng đấy, chứ nếu không có bác là lại sôi hỏng bỏng không, tức là sắp được thành quả lại không không đạt được này. Ánh sáng thì gồm có ánh sáng cường độ mạnh và ánh sáng cường độ yếu, thì nhất chi mai thích hợp
ánh sáng cường độ yếu một chút, không mạnh đấy. Và đối với ánh sáng trực tiếp và ánh sáng tán xạ gián tiếp ấy, thì nhân chim mai rất thích ánh sáng trực tiếp đấy. Thế còn phân biệt cho quang chu kỳ và gọi là thời gian chiếu sáng trong ngày đấy, và cái một năm chúng ta sẽ cho ăn nắng như thế nào, thì các bác nhớ cho là từ mùng 1 Tết âm lịch cho đến ngày thống nhất đất nước Việt Nam 30 tháng 4, xin mời bác cho ăn nắng hết sức từ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 công ty lao động cho đến mùng 31 tháng 8, thì xin mời bác cho ăn nắng vừa phải và hạn chế cái nắng vào khung từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Thì đấy là chúng ta xác định cái khung đó tốt vào mùa hè. Thế còn từ mùng 2 tháng 9 cho ăn nắng càng nhiều càng tốt, và cho đến lúc bác vặt hoa cho càng ăn nắng nhiều càng tốt, và từ cái lúc vặt hoa đến lúc mà bác chơi hoa là lại đến mùng 1 Tết. Thế do đó nó càng ăn nắng trực tiếp càng tốt. Tất nhiên nó còn một cái câu chuyện về nếu nó nắng nhiều quá và nhiệt độ cao thì màu nó sẽ không được trắng đâu ạ. Nhưng nếu xét về yếu tố sinh trưởng thì nó là số 1. Cái yếu tố rất quan trọng là ở trong cái ánh sáng này. Các bác nhớ nhá, cái ánh sáng cộng với cái nhiệt độ nó sẽ ra được một cái vấn đề rất quan trọng này. Đó là cái cây nhất chi mai này này, chắc chắn là nó cần cái nhiệt độ lạnh để nó xuân hóa các bác nhé. Nó phân hóa mầm hoa, nó cần cái nhiệt độ lạnh và nó cần cái đêm dài các bác nhé. Cần nhiệt độ lạnh và đêm dài. Cho nên bác nào ở Đà Lạt mà có nhiệt độ lạnh mà đêm không dài á, vẫn cái khung thời gian chiếu sáng trong ngày như ở miền Nam á, thì nó lại là một câu chuyện khác ấy. Cho nên là khi kết hợp giữa ánh sáng và nhiệt độ thì để có một cây nhiều hoa thì chắc chắn là từ mùng 2 tháng 9 trở đi, nhiệt độ về se lạnh, tức là nhiệt độ thấp để nó phân hóa mầm hoa sai, và phải có cái ngày ngắn, tức là ánh sáng ban ngày ít và tối ban đêm nhiều. Thì đấy là ánh sáng. Thế còn tiếp theo là về cái đất đai. Thưa các bác rằng đất đai thì trước hết là chúng ta xem là cái đất nào thì nó phù hợp. Nhưng thưa các bác rằng là đất phù hợp hợp nhất của nó chính là cái đất mùn ở núi các bác ạ. Nó gọi là đất dốc tụ, trong cái khoảng cây trồng ở đất dốc tụ đấy, cái đất mùn ở núi là nó hợp nhất. Thế sau đó là đất phù sa, là nó tóm lại là chúng ta trồng ấy chúng ta không ngại cái gì cả, không ngại là nó xấu hay nó tốt, nó mặn hay nó sót, hay là nó chất lượng nó thế nào, nó giúp cho cây trồng sinh trưởng mạnh hay yếu. Cái cây này thì nó không kén đất đâu. Tất nhiên là đây là tôi nói về phía miền Bắc, chứ còn cái phía mà ven biển ấy, ở cái vùng miền Nam thì tôi không có kết quả được đâu ạ. Thì đấy là cái chung về tôi đã nghiên cứu được các bác chia sẻ đấy. Thế nhưng với tôi thì tôi chả có lấy đâu đất miền núi cả. Tôi cũng chả lấy đâu đất phù sa cả. Tôi toàn đất ruộng được. Tôi 100% là đất ruộng. Và tôi chỉ thích đất ruộng. Lúa và ruộng ngô được. Tôi chỉ thích ruộng lúa và ruộng ngô được. Tất nhiên đây là tôi giới thiệu đất là đất ở trong chậu các bác nhé. Đất trồng chậu. Chứ cái đất mà ở ngoài ruộng hoặc là cái đất vườn mà bác trồng, cái cây mà bác trồng, xin lỗi bác này, cái cây mà bác trồng ở vườn thì nó tất nhiên là nó được như đất ở trong chậu thì tốt quá. Thế nhưng ở đây tôi chỉ xin tư vấn về trồng chậu thôi, chứ còn trồng ngoài vườn tôi cũng chịu trả tư vấn được mấy bác vườn to đùng ở trên Sapa mấy vùng Ba Vì đâu. Mà tôi muốn nói với các bác ở cái góc độ là đất trồng chậu thì tôi chỉ đất trồng ruộng lúa được. Đất ruộng lúa em ta sẽ xử lý đất như nào?
cái đất ruộng lúa bác nên lấy những cái vận đất mà nó đã nó có cái gốc gốc rạ và gốc ngô ấy. Đấy. Sau đó bác phải phơi khô để cho nó mục cái nó khô cái rạ và cái gốc rạ và cái gốc ngô ấy. Đấy. Thế sau đó là bác lấy đấy là cái đất chính. Thế còn bác có thể trộn thêm trấu, bác có thể trộn thêm sơ dừa, tất nhiên càng tốt. Rồi phân bò ủ hoai, thế rồi bác thì đậu tương bột ngô bột gì ấy. Thì tôi chả có đâu, tôi chỉ có cái đất đấy là chính thôi. Đây các bác, đất đấy là chính này. Đây, đất đấy là đất ruộng này các bác, đất ruộng lúa. Đây các bác nhìn bên này, bên đất đất ruộng lúa. Thế và cái cách mà tôi giờ cho đất vào chậu đây này, ở dưới đáy chậu này. Đáy chậu các bác, thì tôi sẽ cho cái xỉ than tôi đập nhưng không đập vụn đâu, tôi đập thô. Xỉ than thì cứ ra cái quán phở các bạn, họ Ninh Xương ạ, nhiều xỉ than lắm. Xỉ than tổ ong ạ. Đập thô sau lót đáy. Sau đó là tôi cho cát vào, cát vào khoảng khung này này. Cho cát vào. Thế sau đó là tôi cái đất khô ruộng khô ấy, tôi trồng cùng. Thì tôi sẽ có một cái video cụ thể về cái đất trồng và cái kỹ thuật trồng cây lại sau khi chơi Tết, thì thôi tôi không phân tích sâu nữa. Thế nhưng mà ở trong cái việc trồng đất này có một yếu tố chúng ta đặc biệt chú ý này. Khi mà các bác có nhiều chậu, ví dụ nhiều chậu như này, đúng không? Nhiều chậu ở ngoài kia chẳng hạn thế, thì khi mà bác thay chậu thì bác bỏ cái đất cũ đi các bác nhé. Chúng ta bỏ hẳn đi, đừng, tức là bỏ đất cũ ý, không phải là đập bỏ cái bầu các bác nhé, mà là cái đất cũ mà bác đã trồng rồi đó. Thì là ý là ví dụ tôi nhổ cái bầu lên các bác nhé, thì cái bầu đất này nó tôi vẫn giữ nguyên này. Đấy. Thế nhưng mà cái đất mà nó không đi theo bầu ạ, thì cái đất đó vứt hết đi các bác, vứt hết không để một tí nào luôn. Bởi vì cái đất đó nó đã, một là nó mặn, hai là nghèo kiệt dinh dưỡng rồi, nó thiếu đa vi lượng nghiêm trọng rồi. Nên chúng ta đừng có tham cái đất đó, và có bác bảo phơi khô dùng lại, nhưng thực sự đối với cái cây mà chơi hoa chơi quả không được quá. Chỉ có những cây ví dụ như là lộc vừng này, rồi là cây xanh này, thì là những cây phàm ăn đấy, thì nó không kén đất đấy, thì là nó mới không rõ đâu. Còn nếu như bác ví dụ cái đất này, bác có cái đáy đất này, bác lại trộn bác để dành đấy, để vào cái thùng bác để dành đấy, xong bác lại trồng cho cây khác không bao giờ phát triển tốt. Đấy, như tại sao tôi lại thích cái đất ruộng các bác? Cái đất ruộng lúa thì cái đất đó là nó sạch sâu bệnh. Đấy, và nó không độc, nó không mặn. Và nó lại có cái gốc dạ là siêu lý tưởng cho tất cả các loại cây trồng. Gốc dạ thì nó có cả mùn này, cả chất hữu cơ này, và cả dinh dưỡng nữa, lại không độc, không chua, không vôi quá, nên là cái đất là thế là cực kỳ lý tưởng rồi. Thế thôi, cái đất thì hôm sau tôi sẽ có một cái chia sẻ thêm ở cái bài mà trồng lại nhất khi mai sau Tết. Thì tôi sẽ dừng cái đất đây. Và cái nước thì tôi đã chia sẻ với các bác rồi. Tất nhiên nước chúng ta tưới thì nước như là không nên là tưới những cái nước mà có các cái ngộ độc rồi ô nhiễm môi trường. Cái này thì chúng ta không, tuy nó không ăn được mồm nhưng rõ ràng nó ngộ độc thì chúng ta không nên dùng. Còn tôi đây thì 100% nước máy các bạn, nước máy. Thế và cái yêu cầu về nước ấy, thì cây nhất chi mai là một cây ưa ẩm các bạn nhé. Nó ưa ẩm, ưa mát. Đấy, ví dụ như so như cây trà mi này, rồi là cây đào thất thốn chẳng hạn. Đấy, rồi là cây mộc chẳng hạn, thì cái ông này nó ưa ẩm hơn một tí các bạn nhé. Nó ưa ẩm hơn một tí. Một tí được các bạn nhé, chứ không phải là ưa ẩm hoàn toàn nha. Tôi ví dụ như đây là cái đất tiêu chuẩn của nó này, tất nhiên nó phải thông thoáng rồi, nước tiêu chuẩn đâu này, thông thoáng. Đây cái đất này các bác nhá, tôi sẽ nắm lại, tôi vừa lấy đất ở cái chỗ này lên thôi nhá, tôi sẽ nắm lại, tôi sẽ nắm lại vào đây, nó tạo ra được cái thớ đất này này các bác, thớ đất này này, đấy, thì nó không dính nước vào tay các bác nhá, nó không dính nước vào tay và nó không tả ra đâu, nó không tả ra là đạt được cái yếu tố nước tưới tốt cho cây nhất chị mai. Còn trường hợp khi mà bác nắm vào mà bác mở ra nó lại vỡ ra thì đấy là khô. Thế còn nếu trường hợp mà bác nắm vào mà nước nó dính vào tay, nó ướt, thậm chí nó dỉ ra tay, nó dỉ ra các cái tay như này, rồi nó dỉ ướt hết tay,
thì đấy được gọi là đất ướt quá thì rất dễ thối, dễ non các bác nhé. Thì đấy là đất. Thế và cái cuối cùng là cái vấn đề về dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì vì không có nghiên cứu khoa học nên là chúng ta không biết là cái phân bón của nó là nó cần những cái loại nào và tỷ lệ bao nhiêu. Ví dụ như là với lại cây ngô chẳng hạn thì tỷ lệ NPK nó khác, rồi cây đậu tương thì tỷ lệ bón NPK nó khác, nhưng mà cây nhất chị mai này thì chả có cái nghiên cứu khoa học nào, cho nên là chúng ta không xác định được cái tỷ lệ nó một cách chính xác. Thì ở đây thì có một số cái loại phân bón tốt. Cái đầu tiên tôi muốn nói với các bác về cái phân bón là nhất chi mài nhất định không ưa phân hóa học các bác nhé. Phân hóa học là gồm có cái gì? Đạm trắng này, đạm xanh này, đạm đơn đấy các bác, đạm vàng này, đạm đen. Đấy gọi là gì? Đấy là phân hóa học. Thế rồi là gì? Supelân này, đúng không? Hóa học. Rồi là kali đỏ này, kali clorua đấy. Rồi là đạm đáp này, rồi NPK này, kali trắng này. Đấy, rồi phân tổng hợp này, đấy đều được gọi là hóa học. Hóa học là do cái gì ạ? Do nhân tạo tạo ra các bạn. Đấy. Nhân tạo tạo ra. Thế còn có một cái loại mà nó gọi là hữu cơ đấy thì gồm có ví dụ như là các loại phân động vật này, đúng không? Rồi gia cầm đấy thì gọi là cái phân bón đó hữu cơ. Tuy nhiên đối với tôi thì thực sự là trong cái trồng nhất chi mai thì bằng cái kinh nghiệm của tôi thì như này không này. Ra xuân là tôi cứ tưới thật mạnh cái Atonic và cái Bimix các bạn. Atonic và Bimix. Thì bác hỏi bảo thế thì bao nhiêu ngày tưới một lần? Tôi một tháng một bác tưới một lần là tốt. Của bác thì bảo tuần tưới hai lần hoặc là hai ngày một lần, ba ngày một lần. Không, tôi cứ một tháng tưới một lần là tốt lắm rồi các bác. Từ tháng giêng, tháng tết này cho đến tháng năm tưới liên tục như thế, hay là đến tháng tám trước khi mà chúng ta cắt phần tháng tám dương lấy á, mà chúng ta cắt lọc đợt cuối á, để mà đón cái lọc ra hoa này này, chúng ta cũng có thể cắt chúng ta có thể bón cho nó trước và sau cắt một tuần để mà dưỡng cây và thúc cho cây lên thì cũng được. Đấy, nhưng mà tôi không bao giờ bón phân hóa học trực tiếp. Thế này thì vì có cái video clip về cái cây nhất chi mai này cho nên tôi mới tìm hiểu một cái loại ngày xưa tôi cực kỳ hay dùng đến nó. Thì nay tôi cũng chia sẻ, nếu các bác có được cái loại này thì coi như bác cũng có đủ vũ khí để mà chăm sóc cây nhất chi mai về mặt dinh dưỡng nhé các bác nhé, về mặt dinh dưỡng. Đó là cái phân nhập khẩu của Đức. Phân này gọi là phân Phức. Nó có tên là Nitroposca. Hàm lượng cực kỳ xuất sắc. Nó có hàm lượng 15, 15, 15, NPK đều 15. Và có đầy đủ đa trung vi lượng các bác ạ. Đa là gì? Đa là nhiều đó. Nhiều là gồm có đạm, lân, kali. Là ba yếu tố đa lượng. Nhiều. Thế còn trung lượng là gì? Trung lượng là canxi, vôi đấy các bác. Lưu huỳnh là đại diện cho trung lượng. Còn vi lượng là gì? Là molybden, là bo, là silic, là kẽm, mangan. Thì đấy là những cái yếu tố vi lượng. Thì những cái này đều có trong cái phân nitro vodka các bạn. Tôi thì tôi không quảng cáo đâu, nhưng vừa rồi tôi tìm lại tôi thấy họ có bán đấy các bạn. Họ có bán giá rẻ, không đắt. Nó có trong cái chai giống như chai La Vi ấy. Thì nguyên liệu nhập từ Đức mà các bác chọn được cái địa điểm nó bán hàng uy tín, bác mua về nó đóng trong cái chai giống như chai La Vi á, và nó dạng hạt các bác, hạt nó có màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đất á, nó có một số cái hạt dạng thế. Thì loại này nó có sẵn cái thìa ở trong đấy các bác, bác cứ cho một thìa, ví dụ như cái chậu này một thìa, một tháng một thìa, một tháng một thìa, xong không phải lo về dinh dưỡng cho cây nhất chi mai nữa. Đấy thì cái nitro của ca tôi thấy rất là thích. Phức tức là tổng hợp gồm các cả đạm, lân, kali, đa trung vi lượng đều đạt. Thế thì đó là những cái yếu tố về phân bón. Thì video clip này rất là dài, mong các bác thông cảm vì nó rất là khó. Khoa học thì cần nhưng mà
không có ai nghiên cứu về cây giáo chi mai cả, nên tôi phải tự tổng hợp mất mấy ngày mới có được cái đủ kiến thức và chuẩn bị sân khấu mất gần 2 tiếng làm đi làm lại, vì duy nhất cái video này đến giờ này tôi phải làm 2 lần. Thì tôi xin thâu tóm lại như sau. Đối với lại cái nhiệt độ thì cây nhất chi mai là ưa lạnh, và đặc biệt là đầu năm thì nó ưa lạnh để mà nó phát triển mạnh cái bộ rễ và thân lá. Cuối năm nó ưa lạnh để mà nó có quá trình phân hóa mầm hoa, tạo ra nhiều nụ và có hoa đẹp mỗi độ xuân về. Đối với ánh sáng thì cây nhất chi mai không ưa ánh sáng mạnh nhưng lại ưa ánh sáng trực tiếp, và cần có cả ánh sáng ngày dài và cần cả ánh sáng ngày ngắn. Đối với lại đất đai thì nếu như các bác mà có điều kiện thì có đất đai tốt ủ lâu, nhưng nếu mà cái phân an toàn, cái đất đai an toàn nhất đó chính là đất ruộng lúa, ruộng ngô cộng với xỉ than, cộng với một chút phân bò hoai mục, cộng với cát. Đấy, chúng ta sẽ đặt xỉ than ở đáy, cát ở đáy và trộn đều chút phân hữu cơ hoai mục với lại đất ruộng lúa, ruộng ngô đã phơi khô. Đấy là những cái đó đủ cái an toàn cho cây về đất rồi. Còn đối với nước thì cây nhất chi mai là cây ưa ẩm hơn so với một số cây có hoa làm cảnh khác. Thế do đó trong quá trình chúng ta chăm sóc, chúng ta hãy cố gắng cho nó ẩm độ ở trong đất cao hơn một chút thì khả năng cây sinh trưởng sẽ khỏe và ít bỏ cành, bỏ dăm hơn nếu chúng ta để khô. Cuối cùng là về cái phân bón thì cây yêu cầu phân hữu cơ chứ không thích phân vô cơ. Thế do đó chúng ta nên sử dụng các loại phân có nguồn hữu cơ như là humic, bimic, amin, và nó đảm bảo đủ đa lượng là NPK, trung lượng là canxi lưu huỳnh và vi lượng là những yếu tố như là molybden, là mangan, là kẽm, là silic, vân vân. Thì cái clip này tôi xin được dừng lại tại đây. Xin trân trọng và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video này của tôi. Cái phần 4 thì tôi sẽ làm về kỹ thuật nhân giống cây nhất chi mai. Chắc khoảng 2 đến 3 hôm nữa tôi ra cái clip đó, bởi vì để còn phục vụ cho các bác nhân giống kịp cái mùa xuân này. Tuy nhiên thì để có được cái clip đó tôi cũng phải có nguyên liệu, ví dụ như là giá thể rồi là cành dâm. Thế do đó mà tôi sẽ phải chuẩn bị nó chu đáo, nên là mất 2-3 hôm nữa thì tôi mới ra được clip đó. Một lần nữa là xin được cảm ơn các bác và xin chào các bác.